tay, khoai tây, nhìn nè, khoai tây, khoai tây. Die haben so einen Aufkleber bekommen. Die haben wir nicht bekommen. Ja, Nico, mach. Das müssen wir noch Tag drucken, oder? Ja? Zwei Teile. Okay. Warten Sie dann einen Moment, sẽ đại lại cho người ta đem đi xa. Folgen? Das gibt mir Folgen. Nein, nein, nicht diese, die andere. Ja. Ja. Ich gab leider. Das ist so groß, das passt. Ja, alles klar. Ich habe das Gepäck hier hingelegt, ja? Und du? Ja, ja, okay. Sie hat gesagt, in Ordnung. Okay.
So das haben sie müssen wir mitbringen. Tại vì mấy khoai tây đã ra email hỏi hãng máy bay Emirates này rồi. Họ nói là được. Có thể để wagon lại, có thể để xe đẩy em bé lại ngay cái chỗ cổng máy bay cho nên thành ra. Dạ. Sollen wir reisen oder warten noch? Man weiß nicht. Okay, sag mit Sie. Okay. He said this is a little big. Lasta. Yeah. Okay, can you see here? Here. Here. Yeah. Okay, then I can cook. Okay. Yeah, thank you. Happy? You don't have to give 3 tickets to them, only 3, and the other you have to keep for the next flight. Ja, ich weiß, aber ich hatte alle zusammen. Warum? Bây giờ đi tìm chỗ ngồi. Thank you.
mache, oder? Mày đi quá trời. Chưa tới cái ghế cũng phải tay ngồi nữa. Ok. Đây. Mình sẽ ngồi ở đây nè con. Wieder? Nụ sau bờ mắt hình hả? À, người ta đang vệ sinh cái cánh máy bay.
khóc 4 lần khi mà khoai tây ngủ mê. Bác khoai tây đặt khoai tây vô giường cho bé, khoai tây không chịu, 4 lần đều khóc 4 lần. Vì là rốt cuộc má khoai tây phải ôm khoai tây trên tay để khoai tây ngủ cho nó ngon, không khóc nữa. Má khoai tây. Bye bye. Have a nice day. Rồi bắt đầu tiến ra khỏi máy bay. Trời ơi, coi đây bị cháy máy bay, trời coi luôn á. Phải không coi tay, coi tay ơi, coi tay này nè, coi tay bị cháy máy bay nè, nhìn quá coi tay, nhìn quá coi tay. Coi tay ơi. Coi tay nè. Ừ. Bởi vì về cận Tết nên cho nên là cũng ít người Việt về. Cho nên đợt này máy bay á trống rất là nhiều. Mọi người ha nằm ngủ thoải mái nha. Bye bye. Have a nice day. Bye. Bye. Bye bye beauty. Bye bye beauty. Chim bay đi. Bye. Cô tiếp viên hả? Chào tạm biệt khoai tây mà khoai tây bơ luôn. Mệt quá mà, bay đường dài mệt quá mà biểu gì không bơ. Bay không khoai tây. Máy bay khá là trống rồi đó, cho nên là mọi người hạ ngủ thẳng cẳng luôn. Mấy quạt bự ơi là bự luôn nè khoai tây. Khoai tây. Khoai tây nhìn đằng sau à. Khoai tây có nhìn là chà ta. Đi ra cửa. Ok, bây giờ khoai tây phải hả? Check an ninh á hả khoai tây ha. Ở trong cái mình vô chỗ chờ 2 tiếng sau máy bay sẽ bay về Sài Gòn. Khoai tây có thể gặp bà Vải ha. Còn một chút nữa mình về tới nhà rồi. Ôi, khoai tây đã ra khỏi cổng rồi đó các ông bà cô chú ơi. Bây giờ khoai tây phải chờ 2 tiếng để bắt cái chuyến máy bay thứ hai rồi bay về Sài Gòn. Lúc đó hả dì Thạch với lại bà ngoại sẽ ra đón khoai tây. Phải ha. Ôi tay ói quá trời luôn ha. Chuyện xây máy bay cho nên khoai tây mệt, ôi là mệt đó. Darkness. Not allowed to. قليلا الرجاء من الركاب الذين يحتاجون الى مساعدة خاصة. Khoai tây ngủ rồi. Ôm khoai tây lên máy bay hả? À, đây là máy bay chuyến cuối rồi, xong cưới mình về Sài Gòn. Bà ngoại sẽ ra đón khoai tây nha. À, khoai tây ha. Khoai tây ngủ rồi nha. Khoai tây ngủ rồi ông bà cô chú ơi. Là bây giờ mình lên. Ủa, anh sẽ đi không?
không? Xong, đây. Mình đã được đi vô rồi đó hả? Mình đi vô đây rồi xong có mình chờ chuyến máy bay cuối cùng cho. Cả trẻ ngủ ngon coi luôn. Tại vì ở trên máy bay cả đêm đâu có ngủ được gì đâu. Ngủ được có xíu. Em nghĩ là phải ngủ 12 tiếng mà. Ở trên máy bay đó hả? Ngủ chừng là 5-6 tiếng là cùng. Cho nên nó là rất là buồn ngủ. Phải ngủ bù. Ủa, qua tay vác. Qua tay dậy rồi nha. Mình đi cổng máy bay á. Ôi con nhỏ. Đấy, khoai tây sẽ bay cái bay máy bay đó hả? À không, khoai tây sẽ bay máy bay này. Nó chơi dạy rồi. Nó chơi dạy rồi đó. Nó chơi mệt quá mà. À, cái máy bay này nhỏ hơn cho nên nó chỉ có một cái máy quạt ở cánh này. Còn quá khoai tây ngạc nhiên luôn á hả? Ồ, còn quá mà con ha. Đã tác kỳ này hả? Khoai tây ngồi gần cái cửa sổ này à. Có thể nhìn ra bài luôn. Khoai tây có thể nhìn ra ngoài được ha con ha. Đây 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 bay nè con này đó. Nó đang vô đường băng nè đó. Đây là đường băng nó sẽ chạy nè con đó thấy không? À, từ từ khoai tây từ từ nó sẽ bay con. Bay lên hả là mình nôn lắm á. À, nôn trong dạ. Ồ à, con ngon quá.
nhiều đó. Đây đâu đâu khoai tây, có thấy nó tăng tốc không đó? Đây ô, bây giờ tăng tốc nè, ca 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 ca, chạy nhanh ghê luôn. Bây giờ tăng tốc nè. Thank you.